Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Phương Ngọt. Thì tiếp tục về series trốn tìm. Thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ làm thử thách trốn tìm theo vật liệu. Thì và map chơi đó là ở sân bóng các bạn nhá. Thì cái sân bóng này rộng khoảng 2 hecta. Thì có 3 loại chất liệu: sắt, bê tông và nhựa. Thì bây giờ 3 thành viên sẽ mỗi người sẽ chọn với một phiếu tương ứng với một chất liệu các bạn nhá. Hôm nay cuộc thi trốn tìm ấy này, tôi nói thật chứ riêng anh Công với lại Côn thì tôi không tính tiền này. Nhìn mặt hai ông này hôm nay ngu lắm các bạn. Không nhìn, không có tí gọi là sắc nét nào luôn các bạn ạ. Các bạn ơi, trong cuộc thi ngày hôm nay thì đối thủ đáng gầm, tôi phải lo lắng thì là anh Côn thôi. Còn Hiếu thì các bạn thừa biết, nhìn mặt thằng đấy thì khác gì thằng đần đâu mà. Bạn thấy hai thằng kia nó gáy khét không? Thì riêng clip hôm nay tôi không gáy nhá. Hôm nay tôi sẽ dùng hành động để tôi chứng minh cho mọi người biết tôi là vua trốn tìm của team PHD. Và mọi người sẽ có 10 phút để đi trốn nhá. Okay. Rồi, bắt đầu. Các bạn, đây là thử thách trốn tìm theo vật liệu. Thì có 3 loại vật liệu nhá, sắt, nhựa và bê tông. Thì ở cái khu sân bóng này thì nó rộng khoảng 2 hecta nhưng mà lại có rất ít chỗ trốn. Thì tôi nghĩ là ngày hôm nay thì sẽ khó ai chiến thắng được tôi các bạn. Tôi hôm nay thì bốc vào bê tông nhá các bạn nhá. Đường cũng là bê tông đúng không các bạn? Nhưng mà chạy theo vòng quanh bê tông này thì không luồn được các bạn, không chiến thuật luồn ấy, không chiến luồn ấy. Thì là tôi ở đây nhìn thấy mấy cái cột bê tông ấy các bạn, cột điện bê tông. Tôi sẽ rút vào đây nhá các bạn. Rút vào đây kiểu gì tôi sẽ ăn chặt đúng không các bạn? Các bạn ơi, tôi thì trốn vào đống nhựa, anh Côn thì trốn vào đống sắt. Tôi với anh Côn thì hú, tại vì ở chỗ này sắt với nhựa nó gần nhau ấy. Tôi với anh Côn có năng hôm nay ăn chặt cái kèo này rồi. Hiếu cái thằng đần ấy, nó biết cái gì đâu mà chắc là túm đầu rồi. Tôi đi vào đây tôi hú cho các bạn nhá. Tôi cái sân ba, cái khu map vui chơi này là chúng tôi chơi nhiều rồi nên tôi biết rồi các bạn. Vật liệu sắt thì các bạn nhìn này. Các bạn nhìn thấy cái đống này không? Đống quá là trời, nhiều sắt luôn. Thì đống này nó cũng rất là rộng nhá. Thì tôi cứ ngồi một chỗ rồi, tôi ngồi một chỗ tôi xem bác Ngọt đi đến đâu. Bác Ngọt đi đầu này thì tôi luồn đầu này. Nếu bác Ngọt đi đầu này tôi lại luồn đầu kia. Thì hy vọng trận chiến ngày hôm nay tôi chơi chuyến thật này sẽ chính xác và giành chiến thắng nha các bạn nhá. Trong ba cái loại chất liệu như là bê tông này, sắt này và nhựa thì ở đây thì là ông nào bốc được vào bê tông thì nó sẽ lợi thế hơn các bạn. Thì đầu tiên là tôi sẽ tìm ở cái khu vực khán đài này trước nhé các bạn nhé. Khán đài này thì ở trên kia nó là hàng ghế các bạn. Và nó có rất là nhiều bê tông này các bạn nhé. Tôi sẽ tìm ở khu vực khán đài này trước. Và thời gian có 30 phút thì tôi nghĩ là nó cũng nhanh đấy. Chỗ tôi ngồi đây là chỗ hợp lý rồi các bạn ạ. Nhìn ở phía bên trái cũng thấy bác Ngọt mà nhìn ở phía bên phải cũng thấy bác Ngọt luôn. Bác Ngọt mà ra đến đây cái là tôi luồn đi đố bác Ngọt đuổi được. Các bạn ơi, ở đây khán đài nó cũng rất là rộng nhá. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ bắt đầu tìm kiếm này. Ở đây là khu vực đa số nó toàn là bê tông thôi các bạn. Không biết ở đây trên này nó là cái gì. Không biết có ông nào trốn không? Khả năng không có rồi các bạn. Tìm ở trên này xem có ai trốn không nào. Riêng nói về công bốc vào nhựa các bạn ạ, thì tôi nghĩ chỗ này không có chỗ nào trốn, không có nhựa đâu. Cùng nắm chui vào cái thùng rác đựng thôi các bạn. Các bạn sau những cái thanh này không biết là có người trốn không các bạn. Xem nào. Không có các bạn. Sau những cái thanh này không có nhá. Tôi cứ ngồi đây nhá. Khi nào mà tôi nhìn thấy anh Ngọt mà thấp thoáng kia ghé là tôi úp cái này xuống là anh Ngọt không phải nhìn thấy tôi các bạn ạ. Các bạn ở trên khu vực khán đài này thì nó có rất nhiều ghế nhựa nhá. Thì khả năng là cũng có ông trốn vào những cái nhựa này các bạn. Thì ghế đây rất nhiều hàng ghế các bạn. Cả nhựa cả sắt này. Có đầy đủ hết các loại chất liệu. Đây thì cũng không có ai các bạn. Bác Công để bốc vào phải cái nhựa thì cái khu này làm gì có nhựa, làm gì có dấu gì để trốn. Tôi nghĩ bác Công cũng bị tóm. Ăn ở đâu? Hiếu thì vào bê tông thì trốn thế nào các bạn ơi? Khả năng Hiếu lại bị bắt trước bác Công luôn. Khán đài thì nó có cả khu bên này nữa các bạn nhá. Tìm nốt khu bên này xem có người không, xem có ông nào trốn không à. Trên mái này thì không thể nào trèo lên rồi các bạn, nó rất là nguy hiểm. Tôi chỉ nghĩ là sẽ có ông giúp vào trong những khúc như này. Không có các bạn. Xem ơi, trên này có không nhá. Ui, đây không có à. Có thế nhỉ. Các bạn này, còn anh Côn bốc về sắt đây.
thì tôi thấy ở chỗ kia có đống sắt mà nó bỏ kia, chắc anh Côn ra đây trốn thì chắc tiện tay làm độ tạ hai tạ sắt về bán. Ngày xưa anh Côn trong Sài Gòn làm buôn sắt vụn nữa các bạn. Nói chung là cái khu vực đằng trước này thì không ai trốn rồi các bạn. Vậy tôi sẽ ra khu vực đằng sau này các bạn nhá. Đằng sau này là khu bể bơi rồi. Không biết có ông nào trốn ở khu vực này không các bạn. Các bạn ơi, anh Hòa đang đi ra đây rồi nhá các bạn. Tôi đi nấp đây các bạn nhá. Các bạn, ở đây là có rất nhiều cái cột điện nhá. Cái chỗ này là bê tông rồi. Các bạn ơi, bê tông thì không có ai các bạn. Ngoài em Hiếu. Hiếu ơi, mày bốc vào cái gì đấy? Bê tông mà anh. Ra đây ngồi nghe nhạc à? Ngồi nghe nhạc cho đỡ buồn. Được không? Thôi, Hiếu ơi, em là người bị bắt đầu tiên đấy các bạn nhá. Hiếu là tù tè đúng như tôi dự tính các bạn. Hiếu là bốc vào bê tông. Như vậy là thời gian mới trôi được hết 7 phút thì là em Hiếu bị bắt đầu nhá. Rồi, xin chúc mừng em nhá. Okay. Tôi đã tiếp tục đi tìm người tiếp theo. Anh Côn thì anh ấy may mắn nào vớ được vào đống sắt. Mà trước anh bao năm làm ve chai trong Sài Gòn trong đấy. Không biết tí anh có đá đẩm cái gì về nhà không cơ. Kiểu nhớ nghề các bạn ạ. Các bạn ơi, như vậy là em Hiếu đã bị bắt đầu tiên nhá. Thì cái khu này nó cũng rất nhiều vật liệu rồi. Sắt thì thép thì rất là nhiều. Và bây giờ là em Hiếu thì lấp ở bê tông. Các bạn, bê tông thì tôi nghĩ là nó khó nhất mà cuối cùng Hiếu lại bị bắt đầu các bạn. Thế bây giờ còn vật liệu như là nhựa và sắt các bạn. Ở khu này thì có mấy cái, đây là hộp điện các kiểu các bạn. Không biết có ông nào chui rúc vào cái góc này không? Không có các bạn. Hộp điện như này là rất là nguy hiểm, chắc không ai chui đâu. À đây là những cái hộp điện người ta sử dụng rồi đúng không? Không có các bạn. Trời, những khe này không có. Map chơi trốn tìm ngày hôm nay rộng thì rộng thật thật các bạn ơi. Nhưng mà sắt ấy ít chỗ trốn lắm. Thì hy vọng nếu mà chiến thắng thì phải có một phần may mắn thì mới chiến thắng được các bạn ạ. Các bạn ơi, liệu có ông nào chú ý sau cái ô tô này không nhỉ? Ô tô này cũng là sắt mà các bạn. Xem có ông nào trốn đằng sau không? Không có, không có. Hiếu đã ngu nó phải bốc vào bê tông các bạn ạ. Đi hú ở khu này mà sắt nó xiên vào đít cái nó nhiễm trùng ra, tôi lại phải mất 200 đi viếng các bạn ạ. Mệt lắm. Thì các bạn bây giờ chúng tôi chơi trốn tìm sẽ không chơi luẩn nữa các bạn nhá. Luẩn thì rất là khó tìm các bạn. Thì đến cái khu vực này nó rất là nhiều sắt này các bạn. Đây một đống sắt vụn luôn ở cái chỗ này. Toàn kiểu những cái máy người ta bỏ ở đây ấy. Toàn công lông. Bác Ngoạt đang đi ở đầu kìa, thôi tôi luẩn đây các bạn. Tôi nghĩ là cái khu sắt này là sẽ có nhiều người trốn. Nhưng mà cái khu sắt này thì lại tìm lại hơi khó các bạn. Ui, ở đây cả sắt cả nhựa. Các bạn ơi, tôi nghe tiếng anh Ngọt đang phân tích ở đoạn trên kìa. Có năng tôi phải chuột rút phát các bạn ạ. Đấy, bây giờ tôi sẽ tìm nhá. Xem ở trong khu này có ai không à. Khó đấy các bạn ạ. Sắt này bây giờ như này hơi khó tìm rồi. Thôi tôi sẽ cố gắng tìm nhá. Ở trong những cái thùng của cái này thì người ta đóng hết. Toàn những cái thùng người ta bán bánh mì ấy kìa. Tí nữa tôi sẽ phải trèo lên tôi tìm ở trên cái đống. Đấy các bạn này. Đấy tôi cứ chơi chiến thuật này thì ba Ngoạt làm sao mà bắt được. Nhưng mà nói thế thôi cũng khó các bạn. Không có người rồi các bạn. Sắt nhìn nhiều như này mà lại không có người các bạn. Ui, đây là hàng rào dây thép gai nữa. Theo như bao năm kinh nghiệm của tôi thì tôi nghĩ là thằng Đần Hiếu đấy thì nó bị tóm đầu các bạn ạ. Xong rồi đến anh Côn, tôi là người vô địch các bạn ạ. Đây rồi các bạn ơi. Đi qua đây phát Côn đã định luẩn làm gì? Đã luẩn luẩn từ đằng kia mà. Cháu làm sát ở đây là cháu nhìn thấy chân bác rồi. Tìm mãi không thấy. Chui ra đến đây lại thấy bác ngay ở đây rồi, không luẩn được đi đâu nữa. Các bạn này, như vậy là Côn này luẩn lại định luẩn nhá. Định luẩn nhá. Các bạn này, như vậy là hết 11 phút thì đã bắt được hai người nhá. Thế này đơn giản đấy nhỉ. Đã luẩn từ bác vừa từ đây bác đi về kia, đã lúc từ cháu ở kia là cháu đi vòng ở đây rồi. Rồi. Là cháu luẩn thế rồi nhá. Gian gì mãi không thấy chân bác ở đâu, thế ngửa lên cái chân ngay đây. Ok các bạn ơi.
Các bạn ơi, anh Côn đã bị núp đi rồi. Ngủ lắm, không biết cái gì cả. Đùa làm sao được. Các bạn ơi, như vậy là Hiếu và Côn đã bị bắt. Vật liệu sắt và bê tông thì đã bị túm nhau. Bây giờ còn công đó là vật liệu nhựa các bạn. Trong cái đống này không biết là có người hay không. Ui. Các bạn ơi, đây có phải người á? Các bạn ơi, trốn đơn giản quá các bạn. Thôi không, em đi ra đi. Sao trốn hôm nay trốn dễ thế? Ở cái khu này nó không có nhựa để mà trốn các bạn ạ. Có mỗi hai cái quận này thôi, hai quận nhựa này thôi. Tôi tìm hết rồi. Ừ. Không tìm được chỗ nào khác các bạn. Rồi. Thùng rác thì thối lắm, không vào được. Rồi. Thì như vậy là các bạn, hôm nay bắt mọi người đơn giản quá các bạn. Hết có 13 phút thì đã túm được cả 3 người các bạn nhá. Quá là một thử thách quá đơn giản. Các bạn, như vậy là thử thách trốn tìm theo chất liệu ngày hôm nay thì tất cả đều bị bắt hết nhá. Bắt được 15 phút đã bắt hết tất cả mọi người, đơn giản quá các bạn. Không hiểu tại sao mọi người hôm nay trốn như nào kém thật. Chất liệu các bạn tính đi, chất liệu làm gì có chơi cái gì đâu mà trốn các bạn ơi. Ví dụ sắt tôi thì có đúng duy nhất cái đống sắt một vỏn vẹn một tí đấy. Bê tông của Hiếu thì cũng trốn nào đâu. Bác Công thì nhựa, ở đây nhựa kiếm đâu ra nhựa mà trốn. Rồi, thì đây là một cái video giải trí vui nhá, cũng như là những cái ý tưởng của các bạn comment dưới video của tôi. Nếu các bạn muốn chúng tôi trốn tìm ở đâu thì tiếp tục hãy comment nhá. Một lượt cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Xin chào.